Jung Jun-young, một trong những nhân vật cộng cán của bê bối Burning Sun, đã mãn hạn tù hồi tháng 3 năm nay. Tối ngày 22 tháng 5, tờ Osen đưa tin nhà báo Kang Kyung-yoon vừa hé lộ tung tích của nam ca sĩ họ Jung. Theo đó, Jung Jun-young đã lên kế hoạch rời khỏi Hàn Quốc sau khi ra tù. Tôi nghe nói nam ca sĩ này đang chuẩn bị di cư tới một quốc gia khác. Trước đó, Sports News cho hay Jung Jun-young gần đây đã gặp gỡ một số nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc để bày tỏ mong muốn được tiếp tục các hoạt động sau khi ra tù với tư cách nhà sản xuất. Gần đây, phóng sự dài hơn một tiếng của BBC về bê bối Burning Sun đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á. Đáng chú ý, Jung Jun-young bị BBC khui hàng loạt clip, tin nhắn cùng nhiều góc khuất đáng sợ trong vụ bê bối rúng động một thời. Ở ngay đầu clip phóng sự, BBC khiến công chúng sửng sốt khi công bố đoạn clip nam ca sĩ họ Jung quấy rối một người phụ nữ. Thậm chí, Jung Jun-young còn gây phẫn nộ khi trưng biểu cảm thỏa mãn, vui vẻ nhìn vào camera như thể đang khoe chiến tích với những thành viên khác trong chat room trụy lạc. Chưa hết, BBC tiếp tục gây sốc khi công bố vụ việc liên quan tới Jung Jun-young vào năm 2016 trước khi bê bối Burning Sun nổ ra. Cụ thể, BBC tiết lộ Jung Jun-young cùng một số nhân vật khác đã cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ ngay trước thềm fan meeting diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc cách đây 8 năm. Nam ca sĩ còn thản nhiên bình luận về vụ này trong nhóm chat rằng đó là đêm vui nhất trong đời tôi.